Vâng, hello, xin chào tất cả các anh các chị. Chào mừng tất cả các anh chị đã tới với kênh Rồi Đến Bàn Vlog. Ngày hôm nay xin cung cấp cho các anh các chị thông tin tiểu sử của Hoa hậu Lan Khuê. Hoa hậu Lan Khuê là một người mẫu và cô cũng là hoa khôi áo dài Việt Nam vào năm 2014. Hoa hậu Lan Khuê sinh vào ngày 4 tháng 1 năm 1992. Hiện tại cô sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Hoa hậu Lan Khuê tên thật là Trần Ngọc Lan Khuê, cô là người mẫu Việt Nam, cô cũng là hoa khôi áo dài Việt Nam vào năm 2014. Lan Khuê sinh ra và đã thừa hưởng từ gia đình nho giáo, có một truyền thống hiếu học. Bố mẹ của cô đều là giảng viên trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Ông ngoại của cô cũng chính là hiệu trưởng đầu tiên của trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư và là nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạm. Học giỏi, thông minh nhưng mà lại muốn rẽ ngang trở thành người mẫu khá chuyên nghiệp, Lan Khuê đã gặp phải sự ngăn cản của gia đình. Cô phải mất một khoảng thời gian dài để mà thuyết phục mẹ là giảng viên nghiêm khắc. Cô đã kể, sau khi cô thi vào khoa tiếng Đức của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cô đã xin mẹ một năm để thử sức đối với con đường người mẫu chuyên nghiệp. Nếu như cô khẳng định được bản thân ở trên con đường này thì gia đình sẽ đồng ý để Lan Khuê theo đuổi niềm đam mê. Ngược lại, cô cũng phải chuyên tâm học hành theo như định hướng của gia đình. Cuối cùng, cô đã thuyết phục được người thân để mà tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật mà sau khi đăng quang giải vàng siêu mẫu 2013. Năm 2011, Lan Khuê đã chính thức đặt chân và bắt đầu sự nghiệp bằng việc tham gia vào siêu mẫu Việt Nam 2011. Nhưng mà kết quả, cô đã bị loại, không thể lọt vào những vòng thi chính thức. Năm 2012, trở lại với cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2012 và đã đạt giải siêu mẫu triển vọng, đại diện Việt Nam tham dự vào cuộc thi siêu mẫu châu Á và đã xuất sắc đạt được giải Á quân 2. Năm 2013, tham gia vào siêu mẫu Việt Nam 2013 và đã giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi giải vàng, đại diện Việt Nam tham dự vào cuộc thi New Surat Modern Lock và đã đạt được giải thưởng Á quân 1 và là người mẫu đầu tiên của Việt Nam lọt vào top 5 giải thưởng được coi như là Oscar của ngành thời trang châu Á. Năm 2014, tham gia vào cuộc thi Hoa khôi áo dài Đường đi tới vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 và đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất Hoa khôi áo dài mùa đầu tiên. Năm 2015, đại diện chính thức của Việt Nam ở đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới Hoa hậu Thế giới 2015. Trải qua khoảng hơn một tháng và đêm chung kết, Lan Khuê đã xuất sắc lọt vào top 11 thành tích cao nhất trong lịch sử của Việt Nam ở đấu trường nhan sắc này và đã chiến thắng People's Choice Award nhờ vào sự bình chọn của khán giả. Theo như trang Google Beauty, Trần Ngọc Lan Khuê chính là đại diện duy nhất của Việt Nam đã lọt vào danh sách 50 mỹ nhân đẹp nhất thế giới vào năm 2016. Năm 2016, Giám đốc quốc gia của đại diện Việt Nam ở cuộc thi Miss Grand International 2016, huấn luyện viên trong chương trình gương mặt thương hiệu The Fake Việt Nam mùa đầu tiên. Về giải thưởng mà Lan Khuê đã đạt được, giải siêu mẫu triển vọng ở siêu mẫu Việt Nam 2012, giải Á quân 2 cuộc thi siêu mẫu châu Á ở Trung Quốc năm 2012, giải vàng ở cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2013, giải Á quân 1 cuộc thi New Surat Modern Lock ở Philippines năm 2013, vinh danh trong top 5 ở giải thưởng Thời trang châu Á 2013, giải thưởng Hoa khôi áo dài Việt Nam 2014, top 11 Hoa hậu Thế giới 2015 ở Trung Quốc, giải thưởng Phụ nữ của năm bởi báo Phụ nữ Ngày Nay trao tặng, giải thưởng Hework tôn vinh tài năng trẻ bởi tạp chí Hework trao tặng. Về gia thế khủng của người đẹp Lan Khuê, ít ai có thể biết rằng huấn luyện viên Lan Khuê của The Face đã sinh trưởng trong một gia đình gia giáo và có truyền thống hiếu học. Nếu như được hỏi chân dài nào đang là một cái tên hot nhất hiện nay của làng giải trí Việt, chắc chắn mọi người sẽ không ngần ngại đề cử những cái tên như Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương hay Lan Khuê. Bộ ba huấn luyện viên The Face đang là các gương mặt nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Trong lúc những câu chuyện về gia cảnh của Phạm Hương và Hồ Ngọc Hà cũng đều được công bố rộng rãi, thì những thông tin về Trần Ngọc Lan Khuê dường như là vô cùng ít ỏi. Chính vì vậy, mọi thông tin về Lan Khuê
trở thành điều mà khiến nhiều người tò mò. Lan Khuê đã bắt đầu được người hâm mộ chú ý từ sau khi đăng quang Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam. Tuy nhiên, ít ai có thể biết rằng năm 2011, Lan Khuê đã tham gia vào cuộc thi siêu mẫu Việt Nam nhưng mà bị loại sau một cú ngã. Sau đó khoảng một năm, cô gái cao 1m76 cùng với số đo 3 vòng 85, 60 và 88 tiếp tục đăng ký cuộc thi và đã lọt vào top 5 cùng giải thưởng siêu mẫu triển vọng. Cũng trong năm 2012, Lan Khuê đã đại diện Việt Nam tham gia vào cuộc thi siêu mẫu châu Á ở Trung Quốc và đoạt giải Á quân 2. Cuối năm 2012, Lan Khuê lại đại diện cho Việt Nam tham dự vào cuộc thi người mẫu Miss Modern of World cũng tổ chức tại Trung Quốc. Năm 2013, cô đã tham gia vào cuộc thi người mẫu Nusrat Modern Look ở Philippines và đã giành được ngôi vị Á quân 1. Cũng trong năm này, người đẹp lại quay trở lại với cuộc thi siêu mẫu Việt Nam và đã đăng quang ngôi vị quán quân. Cũng bắt đầu từ đó, Lan Khuê đã trở thành khuôn mặt nổi bật cùng ở làng giải trí. Năm 2014, Lan Khuê tham gia vào Hoa Khôi Áo Dài và đã giành ngôi vị cao nhất. Ngôi vị này giúp cho Lan Khuê giành xuất trở thành đại diện Việt Nam tới Hoa hậu Thế giới 2015 tổ chức tại Trung Quốc. Ở cuộc thi này, người đẹp khá may mắn lọt vào top 11 Hoa hậu Thế giới. Trở về sau một cuộc thi Hoa hậu Thế giới, Lan Khuê đã trở thành gương mặt nhận được rất nhiều sự yêu thương của khán giả. Cùng với Phạm Hường, cô đã được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao sáng của làng giải trí Việt trong một thời gian sắp tới. Về gia đình của Lan Khuê, hiện nay Lan Khuê đang là một gương mặt nhận được nhiều sự ủng hộ của đông đảo khán giả ở giờ phây. Lối cư xử thông minh, khéo léo và nề nếp của Lan Khuê khiến cho rất nhiều người yêu thích. Đặc biệt, Lan Khuê cũng còn tỏ ra vẻ đẹp của một cô gái thông minh, đầy tri thức và am hiểu về cuộc sống. Nhưng hiếm ai biết, để mà sở hữu kiến thức nền vững chắc đó, người đẹp may mắn đã được thừa hưởng từ gia đình nho giáo và có truyền thống hiếu học. Ông ngoại của Lan Khuê chính là hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, nhà giáo nhân dân Trần Thanh Đạo. Lan Khuê đã từng chia sẻ rằng ông ngoại ảnh hưởng rất nhiều đến lối sống và suy nghĩ của cô trong cuộc sống. Từ bé, Lan Khuê cũng đã được sống gần ông ngoại, cho nên mọi quyết định lớn trong cuộc sống cô đều nhờ đến sự tư vấn của ông. Người đẹp cũng đã không quên chia sẻ rằng cô cũng rất tự hào về người ông của mình. Không những chỉ có người ông theo đuổi nghiệp giáo dục, mà cha mẹ của Lan Khuê cũng chính là giảng viên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Còn cô ruột của Lan Khuê cũng chính là giảng viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống học tập từ nhỏ, Lan Khuê cũng đã được bố mẹ và ông định hướng theo nghiệp học hành. Trong suốt khoảng 12 năm học, Lan Khuê đều không làm bố mẹ buồn lòng khi mà liên tục giành được danh hiệu học sinh giỏi. Sau đó, người đẹp đã trở thành sinh viên khoa tiếng Đức trong trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù con đường tương lai rộng mở, tuy nhiên Lan Khuê vẫn quyết tâm xin bố mẹ bảo lưu một năm để học mà theo đuổi con đường nghệ thuật. Cùng với sự kiên trì và lao động hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, Lan Khuê cũng đã không phải hối hận bởi vì quyết định dũng cảm của mình. Khi mà bước chân vào làng giải trí vốn xô bồ và cũng đầy cám dỗ, cô gái xinh đẹp Lan Khuê vẫn còn giữ cho mình được phong cách nền nã, thanh lịch mà cô đã được gia đình giáo dục từ nhỏ. Huấn luyện viên của The Face Lan Khuê cũng đã sẽ đảm nhận công việc quản lý và điều hành công ty người mẫu ở khu vực phía Nam. Chiều ngày 15 tháng 11, top 11 Hoa hậu Thế giới gồm Trần Ngọc Lan Khuê cũng đã nhận quyết định bổ nhiệm từ tay Tổng Giám đốc cho vị trí Giám đốc điều hành của công ty người mẫu này ở khu vực phía Nam. Đối với Lan Khuê, cô đã có những bước tiến khó tin cũng chỉ với 5 năm trong nghề. Từ một cô bé rụt rè ngày nào, nay đã trở thành một trong các siêu mẫu hàng đầu Việt Nam. Trong một chặng đường ngắn ngủi, Lan Khuê cũng đã làm việc cần lực và giành được vô số các giải thưởng vinh danh ở trong sự nghiệp của mình. Nhưng mà với cô, vị trí giám đốc điều hành công ty chính là một phần thưởng vô cùng danh dự và có một trách nhiệm lớn lao. Cùng với nhiệm vụ hoàn toàn mới, Lan Khuê đã chia sẻ, vị trí này cũng sẽ là một áp lực và là thử thách đối với tôi. Để mà vận hành tốt, tôi không thể nào dựa vào chuyên môn của một người mẫu mà đòi hỏi tầm nhìn, một kỹ năng quản lý, lãnh đạo và quan trọng đó là trách nhiệm với con người của mình và công việc và các sản phẩm mà mình tạo ra. Tôi cũng sẽ là một người thích chinh phục,
tôi từng đặt ra mục tiêu cho mình, đó là phải tạo được dấu ấn trong làng thời trang, cũng ghi tên mình trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Và tại thời điểm này, tôi hứng thú đối với vai trò CEO. Sau khi cuộc thi giờ phẩy, Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê vẫn còn giữ được mối quan hệ thân thiết. Hai người cũng thường xuyên xuất hiện trong những chương trình của nhau. Đối với ngày đặc biệt, quan trọng của Lan Khuê, Hồ Ngọc Hà và những học trò của mình đã tới chúc mừng cô. Sau những thành công đối với vai trò người mẫu, việc trở thành một người quản lý thực sự đó là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Lan Khuê.